Vô tình hình là mấy tuần rồi mình không có ra video mới cho anh em, tại vì mình cũng không có biết là hướng dẫn cái gì, mà ông bà ta đã từng nói là cái gì mình không biết thì mình đừng có làm, cho nên là mình không có làm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật cũng khá là đơn giản thôi, đó chính là cái gì ta, Inversonic. Inversonic nó là một cái kỹ thuật cũng gần giống như là sonic, nhưng mà thay vì thực hiện ở bên ngoài, nó sẽ được thực hiện ở mặt trong của bàn tay, chính là cái phần mà ở phía lòng bàn tay đó. Inversonic thì nó cũng có thể đi từ dưới ngón út đi lên trên ngón trỏ y hệt như là sonic luôn, và nó sẽ đi như này. Như thế này mà làm không được, không được thôi, trời có gì đâu cắn. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái inversonic ở trên thôi, vì dưới mình làm không được. Đầu tiên để làm được cái kỹ thuật này, chúng ta cần phải làm được một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là chạc. Chạc thì chắc là bạn nào cũng biết rồi, vì nó là căn bản mà các bạn đã tập lên được tới nâng cao thì căn bản các bạn bắt buộc phải biết hết. Nếu mà không biết thì bây giờ các bạn biết. Thì cái kỹ thuật chạc chúng ta chỉ chạc nhẹ một cái thôi, sau đó chúng ta sẽ chụm hai ngón áp út và ngón trỏ lại với nhau. Nhìn thì tưởng dễ nhưng mà thực ra không có ngon cơm đâu các bạn. Chúng ta sẽ chụm lại như này và chúng ta sẽ đẩy cái đầu bút nó đang hướng về phía dưới, chúng ta sẽ đẩy cho nó lên trên và nhanh chóng nhả cái ngón út ra, đồng thời là đưa cái ngón giữa lên để kẹp cái bút lại. Sau đó chúng ta không thể nào kết thúc cái chiếc ở đây được vì cảm giác rất là lưng chừng, mà chúng ta phải chạc nhẹ một cái lên để đưa nó vào ngón cái để mà kết thúc cho nó trọn vẹn. Thì đây là một cái công dụng của chạc, các bạn đừng có coi thường chạc chủ tịch đấy các bạn. Mình sẽ nhắc lại một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút ở ngón áp út và ngón giữa, chạc nhẹ lên một cái, sau đó chúng ta sẽ chụm ngón áp út và ngón trỏ lại với nhau, đồng thời là đưa cái đầu bút từ cái vị trí đang hướng xuống phía dưới lên trên, hướng lên phía trên, và nhả cái ngón áp út ra, đồng thời đưa ngón giữa lên kẹp cái bút lại và chạc nhẹ một cái nữa cho cái bút nó vào vị trí ngón cái để mà kết thúc cho nó trọn vẹn. Mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái cách chuyển từ cái kỹ thuật này sang cái kỹ thuật khác như này. Và ghép vào combo cho bạn xem. Ok, và đó là hướng dẫn về Inversonic. Đây không phải là một cái kỹ thuật khó vì nó liên quan nhiều tới kỹ thuật sonic. Căn bản thì nó cũng chỉ là sonic thôi, nhưng mà cái vị trí nó hơi khác một tí thì các bạn cần phải tập luyện nhiều hơn một tí. Đó, thì các bạn xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.